là phụ nữ ai cũng mong muốn mình xinh đẹp dạng dỡ ngoài những bước chăm sóc da cơ bản chị em cần đắp mặt nạ đúng cách để có làn da căng bóng dạng ngời các lợi ích của việc đắp mặt nạ cho da làm sạch đắp mặt nạ sẽ giúp tẩy đi các tế bào chết lớp sừng già ở thượng bì và bụi bẩn ở sâu bên trong lỗ chân lông giúp da mặt thông thoáng sạch sẽ cung cấp dưỡng chất mặt nạ cung cấp cho da một số thành phần dưỡng chất cần thiết như khoáng chất thiên nhiên có trong mặt nạ đất sét, dưỡng trắng, làm săn mịn da hoặc cấp ẩm nhằm làm da dịu lại trước những tác động của môi trường, giữ ẩm. Các nguyên liệu làm mặt nạ từ đất sét, tảo biển, hoa quả, trứng đều giúp cung cấp nước trên lớp sừng của da hoặc giúp giảm đi sự bốc hơi nước lúc đang đắp mặt nạ. Hiện nay trên thị trường có một loại sản phẩm đó là mặt nạ lai, một sản phẩm với nhiều công dụng tốt như đánh tan mỡ nọng cằm, loại bỏ mỡ thừa, định hình khuôn mặt, hạn chế mỡ tái tích tụ, kết quả ổn định theo thời gian, tạo khung mặt v lai hoàn toàn tự nhiên, mặt nạ lai like với 100% các thành phần các thành phần lành tính và không gây phản ứng phụ, bao gồm các thành phần chủ yếu như collagen, giúp tăng độ đàn hồi và giữ ẩm, cà phê in, giúp giảm viêm và mỡ dưới da, vitamin E, rồi dào giúp quá trình hydrat hóa, xoa dịu các mô mỡ giúp đào thải mỡ nhanh chóng. Một số khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm đã có những phản hồi tích cực về sản phẩm mặt Nao lai. Chị Vũ Thị Huyền, 27 tuổi cho biết, thật vi diệu, đi đâu ai cũng hỏi sao gầy thế. Gương mặt tròn bầu bĩnh được thay bằng gương mặt lai đáng yêu. Chưa bao giờ dám mơ ước gương mặt thế này vì mỗi lần tăng cân mỡ dồn lên mặt. Giờ mỡ má biến mất chỉ sau khi dùng hai hộp. Tự tin về, chị Nguyễn Phương Anh, 31 tuổi, chị cho biết. Rất nhiều chị em nhầm lẫn rằng sử dụng mặt nạ online sẽ gây đau nhức, ảnh hưởng tới cơ mặt và cơ xương. Thế nhưng khi tận mắt trải nghiệm về sản phẩm thực tế, các chị em sẽ bị thuyết phục bởi sự tiện lợi và khoa học. Cảm giác mát lạnh khiến mình chỉ muốn đeo mặt nạ cả ngày. Hướng dẫn sử dụng mặt nạ online đúng cách, bao gồm 3 bước. Bước 1 bạn cần rửa mặt thật kỹ. Bước 2, bóc và dán miếng mặt nạ vào phần cằm, treo qua hai bên tai để cố định phần mặt nạ. Bước 3, giữ nguyên mặt nạ tối thiểu trong thời gian 2 giờ đồng hồ hoặc lâu hơn càng tốt 4-5 giờ. Con gái Hàn Quốc còn đeo gần như cả ngày đó nhé. Sản phẩm mặt nạ Lai hiện có giá là 980.000 Việt Nam đồng cho combo 2 sản phẩm và sản phẩm hiện đang có chương trình giảm giá ưu đãi cho 99 người đầu tiên đăng ký. Bạn chỉ cần để lại số điện thoại để được tư vấn miễn phí về sản phẩm và các vấn đề về mặt nạ dưỡng da hoặc bạn cũng có thể xem chi tiết sản phẩm theo địa chỉ bên dưới video này nếu bạn thấy video này có ích hãy like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo